Alo, và sẽ đến với trận đi đấu thứ hai, và Katha đối đầu với game thủ người cầm phone Asian. Alo, vâng, xin gửi cảm ơn đến bạn vâng, Janita Melo cũng đã share cho game thủ Hoàng Minh Nhi là 10 nhóm. Và xin chào bạn Chào Phải Nghĩ. Vâng, không, sẽ phải nghĩ khi mà đến gửi lời chào đến bệnh viên cũng là game thủ Hoàng Minh Nhi. Alo, vâng, xin chào người chia sẻ, vâng, danh hiệu chia sẻ anh Vũ Hồng Thắng. Vâng, hiện tại thì Hoàng Minh Nhi anh vẫn chưa ký hợp đồng của game thủ được Facebook. Vâng, chưa trở thành đối tác của Facebook, cho nên là chưa có chức năng có thể dành tặng ngôi sao cũng như là có chất lượng 1080 HD dành cho anh em được. Và có lẽ để được trở thành Hoàng Minh Nhi trở thành đối tác của game thủ Facebook là những rất cần, vâng, rất cần trong mọi cái kèo đấu livestream như kiểu ngày hôm nay. Vâng, trong mọi kèo đấu livestream rất mong anh em có thể đẩy mạnh lượt tương tác trong vâng, lượt fanpage của game thủ Hoàng Minh Nhi lên. Và anh em cũng giúp mình có thể tiếp tục đẩy lượt like như là lượt share và cũng như là một tinh thần tình cảm anh em dành cho game thủ. Và đấy cũng là động lực cho game thủ ra thi đấu mạnh mẽ hơn. Vâng, hiện tại thì mình đang thấy là mùa 2K9 anh em đang theo dõi kèo đấu. Rồi dường như anh em vẫn chưa đẩy cái lượt like cũng như là lượt share lên quá mức bình thì phải. Và tôi nghĩ thời điểm này với 2K9 anh em theo dõi thì dường như với cái tên gọi là tầm 1K like cũng như là 1K lượt chia sẻ nó quá dễ dàng trong lòng bàn tay. Vâng, xin gửi lời chào đến tất cả anh em. Và anh em theo dõi kèo đấu này, hiện tại tôi đang thấy anh em và khá nhiều anh em đang chưa có danh hiệu người chia sẻ, nhưng mà anh Nguyễn Văn Phúc này, anh cũng gửi lời chào đến anh Bách cũng như là anh vâng, bình luận viên. Vâng, xin gửi lời chào đến anh. Và bạn vâng, Bap Hen. Và bạn Lan Tuấn. Vâng, anh Nguyễn Ngọc Hữu. Vâng, tất cả anh em dường như cũng chưa có danh hiệu người chia sẻ thì phải. Và rất mong thời điểm này anh em có thể bỏ ra 20 giây, 20 giây để cho có thể cổ vũ cho game thủ Hoàng Minh chúng ta. Và xuyên suốt những mọi kiểu đấu live stream, rất mong anh em quý vị khán giả theo dõi có thể đẩy mạnh lượt tương tác để cho Hoàng Minh anh có thể trở thành một đối tác của Facebook. Và thời điểm sau anh em có thể dành tặng những ngôi sao cho anh. Alo, vâng, xin gửi lời cảm ơn đến vâng, cảm ơn bạn đến bạn Lan Tuấn thì bạn cũng đã chia sẻ cho game thủ Hoàng Nhi của ra kèo đấu này. Vẫn là 3 nhóm. Vâng, anh em có nhóm nào anh em cứ chia sẻ cho kèo đấu này của chúng ta. Và rất cảm ơn tình cảm của anh em đã dành cho Hoàng Minh Nhi và dành thời gian quan tâm theo dõi kèo đấu này.
Và ta quay trở lại với trận đấu thứ hai của xe đấu đầu tiên. Vâng, Catanian đối đầu với bài đấu của Fodesian. Và thấy những giây phút đầu tiên dường như đây trận đấu mà nhà của Hoàng Nhi anh cũng tìm thấy cho mình là khá nhiều vòi cầu về thì phải. Đây trận đấu mà game thủ người cầm màu 3 là bài đấu. Và đây là bài đấu mà game. Alo. Alo, vâng, xin cảm ơn lời chúc đến của bạn. Vâng, sẽ phải nghĩ. Vâng, lời chúc, vâng, chúc bạn có một buổi tối vui vẻ và thưởng thức kèo đấu thật kỳ mãn nhãn trong kèo solo fanpage Hoàng Nhìn ngày tối ngày hôm nay. Đây là trận đấu mà nhà game thủ Hoàng Minh Nhi là người lên ghế sớm hơn bài đấu của Phonesian trong tay màu 2. Hiện tại thì Hoàng Minh Nhi đang là bài đấu đi công và trận đấu này vẫn rất giống cái thế bài của là trong trận đấu lần trước. Vâng, vẫn là cái thế trên khoảng hướng tầm 10 giờ là bài game thủ người cầm màu 3. Alo, vâng, xin chào, vâng, xin gửi lời chào đến bạn Bumhen. Rồi, anh Bumhen, vâng, rất mong cho mọi kèo đấu của game thủ Hoàng Nhi anh có thể like và chia sẻ cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, các bạn nhờ vâng xuyên suốt quãng thời gian live stream và những video của game thủ Hoàng Nhi sẽ có những lượt tương tác từ khán giả, những lượt like cũng như những lượt share đến tất cả anh em theo dõi kèo đấu. Và thời gian sớm nhất thì Hoàng Nhi anh có thể trở thành đối tác với Facebook. Hiện tại đây là bài đấu mà game thủ Hoàng Nhi đã chuyển bài gì anh em cũng biết rồi. Và hiện tại thế bài trận hiện tại thì hai game thủ ngồi khá gần nhau cho nên những cái chiến thuật bài vở và cái thế nhà và mình sẽ không đề cập đến. Và hiện tại thì hai game thủ đang ngồi với khoảng cách đó chính là tầm khoảng 5m và hiện tại thì dường như phòng cũng không phải là quá cách âm. Vâng, chỉ là mặt kính. Và những tình huống mà nhạy cảm thì khả năng cao thì mình sẽ không đề cập đến. Vâng, anh em theo dõi kèo đấu nhưng em vâng nhìn cũng đã nắm bắt được thế trận rồi. Timeline 33 đến từ Hoàng Mai Nhi. Trận đấu này thời điểm màu 2 là bài đấu đánh lạc đà. Và một trận đấu mà đánh lạc đà kẹp cung R và thủ cà phê dành cho bài đấu game thủ người cầm màu 2. Và có lẽ tần thi đấu này liệu rằng anh có đợi vâng khi mà mình tích thêm đơn vị A không? Có vậy hay không? Như vậy là B của game thủ màu 2 cũng đã nâng cấp cho mình cái bánh xe. Omen, 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 Om
Và như vậy tình huống bây giờ là những tình huống phù khá độc đến từ bài đấu game thủ tiểu Màn Thầu. Và tờ thi đấu hay tham lai là 40. Và dưới tờ này nếu như hồi phôi phù của con phù 1-2 hết mana thì vẫn thấy thoải mái chơi. Và như vậy một thế trận khoai.